places as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. I'm not afraid to die.
around, isn't this a new day? Make a move, doing things a new way. A new way. Cause this is our world, and this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place, in the human race. And we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming. Look ahead, we can see forever. You and me, doing it together. Light it up, we can be a million stars. Look at us, don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far. Cause this is our world, and this is our time. And these are our plans, we're gonna let them shine. This is our place, in the human. And we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. Standing at the crossroads, feeling how the wind blows. We can soar above the clouds. Every moment is a heartbeat, and every breath feeling so sweet. And who can say what happens now? This is our world, this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place, in the human race. And we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming. This is our world, and this is our time. This is our place, in the human race. And we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming. We won't stop dreaming.
chào trời con dâu Thúy Hằng. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách. Chúng ta hãy cùng mời chầu, mời thước, mời nước và cùng chung vui trong buổi đại lễ đính hôn ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa với toàn thể quý vị, và không để quý vị chờ đợi lâu thêm nữa, xin trân trọng kính mời cô như chính thức ra mắt lễ vật đính hôn trong ngày hôm nay, và trân trọng kính mời ông ạ. Các bác, các anh, các chị, kính thưa ông bà thân sinh già cháu hằng, đúng như là cái ý kiến của các cô, các ông, các bà và ông bà thân sinh già cháu hằng, thì chúng tôi cũng thấy rằng là khi mà sinh con, nuôi dạy con cái rồi thì trưởng thành và xây dựng hạnh phúc cho con cái là một điều và là một cái mục đích mà chúng ta thấy rằng là đó là của cái mong muốn nhất của bố mẹ và là rất hạnh phúc của gia đình, anh em, họ hàng và đồng tộc. Người ta nói rằng là muốn gì thì muốn, nhưng mà từng bước một nó là phong tục, mà các cô đã hiểu được cái phong tục của hai bên và đã thực hiện đúng các bước. Báo cáo với các cụ, các bác, anh chị, tôi là em của ông nội của cháu Thủy, và đoàn của chúng tôi hôm nay đến đây thì cũng rất là đông, nhưng mà xin trân trọng giới thiệu là với các cụ, các bác, anh, các chị, mẹ thân sinh ra cháu Thủy chắc là các cụ, các bác, anh, các chị đã biết. Thế và có tất cả các bác, các anh, các chị cả bên nội bên ngoài rất là đầy đủ, cho phép tôi là không được không giới thiệu hết được, vì ngồi ở chỗ này thì các cháu và các bác anh có chất lượng. Nhưng mà cả hôm nay thì tôi xin phép là cũng giới thiệu những thành phần chính như vậy. Thế các cụ nói là lục lễ thành hôn hôm nay miếng trầu là đầu câu chuyện, cho nên là mà miếng trầu là dâu nhà người hỏi quả miếng trầu để thực sự là cháu Hằng là con dâu, con rể của ông bà thân sinh ra cháu Hằng và các cụ, các bác, các anh, các chị ở đây. Cho nên là cho phép tôi có cái lễ trước tiên là kính tổ, được trao cái lễ ăn hỏi cho các cụ bên nhà gái, và mẹ cháu sẽ, mẹ cháu Thủy sẽ thực hiện những cái nội dung như thế này. Trường đoàn đại diện gia tộc qua bên họ nhà trai, ông đã lên có đôi lời phát biểu và như giới thiệu những thành phần quan trọng nhất trong dòng họ, và đặc biệt là ông không quên ra mắt lễ vật đính hôn trong ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa với toàn thể quý vị, trân trọng kính mến, nhà trai thì đã phát biểu xong rồi, nhà gái chúng tôi cũng có đôi câu để đáp từ, và trân trọng kính mời và giới thiệu với trường đoàn đại diện gia tộc con bên họ nhà gái, ông sẽ lên có đôi lời đáp từ và cũng như chính thức nhận lễ trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời các bạn, các bác, các em, các chị và toàn thể các cháu còn còn bên hai họ. Thế thì cũng theo như là nhà trai vừa mang lễ đặt ra để yết tiến tổ đường, thì tôi cũng xin là trưởng đoàn là xin nhận lễ này để vào thắp hương gia tiên, và Hà là thiên sinh cho cháu Hằng, và mẹ chú rể lên trong để vào yết tiến tổ đường. Tôi xin hai bà lên. Heavy blue, one to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me choose. To get to you, I'm
dâu và chú rể đang cùng trải qua. Mà ngày hôm nay đây, quý vị đã được chứng kiến những tình yêu thương mật ngọt của cô dâu và chú rể giữa những thời tiết lạnh lạnh ngày hôm nay. Và thật vậy, kính thưa với toàn thể quý vị chàng trai, ông xin lên có đôi lời phát biểu và cũng như ra mắt lễ vật xin dâu trong ngày hôm nay. Và chúng ta không quên nổ những chào vào tay thật lớn để cùng chào đón thiệt thiệt của ông ạ. Thưa các cụ, các bác, các anh, các chị, cũng như là lúc đầu ban đầu tôi đã có cái ý kiến rồi. Phong tục thì chúng ta đã làm xong cái bước ăn hỏi. Có lẽ là cháu Thủy tôi đã chính thức nay là con rể của mà sinh anh cháu Hằng rồi và các cụ ở đây rồi. Thì cái bước thứ hai nữa thì chúng tôi cũng và đã tạo điều kiện cho họ nhà trai chúng tôi tiếp tục có một cái lễ sau khi ăn hỏi, đó là lễ nạp tài và có một cái lễ xin dâu. Thì báo cáo các cụ là còn tiếp theo nữa thì là lại mặt rồi thì các thứ này khác cũng xin phép được có một cái lễ nạp tài để xin và lễ xin dâu để xin cháu Hằng về với nội tộc họ Ngô nhà tôi ở quê Ninh Bình, tổ chức tại hội trường. Vâng, báo cáo cụ là tại gia đình ở nhà cháu Thủy. Cũng xin mời mẹ cháu Thủy và cháu Hằng lên có cái thực hiện cái thủ tục. Kính thưa với toàn thể quý vị, vừa rồi là lời phát biểu và lòng cùng về trường đoàn đại diện gia tộc quan viên của nhà trai. Ông đã có những đôi câu phát biểu và cũng như ra mắt lễ nạp tài và cũng như lễ vật xin dâu trong ngày hôm nay. Quả thật vậy, kính thưa với toàn thể quý vị, và ngay lúc ở đây chân trọng kính mời vị trường đoàn đại diện gia tộc quan viên họ nhà gái ông Sơn Lê có đôi lời phát biểu và nhận lễ nạp tài và cũng như nhận lễ vật xin dâu trong ngày hôm nay ạ. Chân trọng kính mời ông. Quan viên hai ạ, tôi nhất trí với quan điểm của họ nhà trai. Cháu Thủy và nhà trai đã có lễ nạp tài và lễ xin dâu, tôi xin nhận lễ này để và sau khi hai ông cháu và nhận lễ trong ngày hôm nay thì trân trọng kính mời cùng với chú rể hãy cùng cầm bó. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Vâng, kính thưa với toàn thể quý vị trên sàn đấu mến, đây là hai nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay, đó là cô dâu Thúy Hằng và chú rể Thành Lưu. Vậy chân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng kính chào ra mắt toàn thể với nội ai nhà trong ngày hôm nay. Chân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Và chúng ta nguyên đổi những chào bàn tay thật lớn để cùng chúc mừng ạ. Trong ngày hôm nay, qua hình thức bắt tay để cùng ta dựng nên mối tình tham gia vào hai nhà như một. Và chắc chắn đến buổi toàn thể quý vị đoàn khách, chúng ta lại cùng tiếp tục là chứng kiến trong buổi đại lễ này với những phút giây hân hoan và thiết nhất mà hai bà mẹ thân sinh ra cô dâu Thúy Hằng và chú rể Thành Lưu sẽ cùng trao dâu và nhận rể. Và trân trọng kính mời, trân trọng kính mời hai bà mẹ. Và chúng ta nguyên đổi những chào bàn tay thật lớn để cùng chúc mừng ạ. Và trân trọng cảm ơn tình cảm của hai bà mẹ rất là nhiều. Và tiếp theo chương trình thì trân trọng kính mời ạ. Trân trọng kính mời bố mẹ thân sinh ra cô dâu tặng cho hai con trong ngày cưới ngày hôm nay. Trân trọng kính mời bố mẹ thân sinh ra cô dâu đúng không ạ? Bố mẹ kính thưa với tất cả quý vị, trân trọng kính mời.
đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ. Và gánh nặng đời không ai cổ bằng cha. Tần tảo sống luôn mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Đây là những thứ giây hơn hạnh phúc nhất mà chúng ta đã cùng chứng kiến với đại gia đình Cơ Viên hoặc nhà gái chúng tôi. Đó là hành động của người mẹ. Con dâu Tinh Hằng ở được cả lớn lên và xây dựng gia đình mới thì bố mẹ cũng có những phần quà được dành tặng trong ngày hôm nay. Tình cảm của bố mẹ rất là nhiều và xin chúc cho bố mẹ mãi mãi được cả sức khỏe dồi dào và cũng như hạnh phúc đời đời về sau. Trân trọng tình cảm và cảm ơn tình cảm của bố mẹ. Và sau phần quà của bố mẹ, cô dâu, tôi trân trọng kính mời em trai của cô dâu Tinh Hằng cũng lên sân khấu để cũng như có những phần quà giản dị để dành tặng cho anh chị trong ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời toàn thể các nhiếp ảnh gia, chúng ta hãy cùng nhanh chóng chụp lại những phút giây hạnh phúc nhất của đại gia đình Cơ Viên hoặc nhà gái chúng tôi ạ. Quý vị, chúng ta cùng nhanh chóng lên trao quà. Chúng ta cùng lên sân khấu và tôi xin tặng phép được quý vị cùng thời gian không cho phép được cả ba chúng tôi cùng giới thiệu từng tên từng người và những ai có những phần quà giá trị dành tặng cho cô dâu trong ngày hôm nay. Tôi trân trọng kính mời cả quý vị chúng ta cùng nhanh chóng lên sân khấu để cùng trao lại cho cô dâu và chúng tôi những phần quà giá trị trong ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời bác Hiền, bác Miên, chúng tôi sẽ không đọc và cũng như không giới thiệu tên của từng vị khách một. Tôi trân trọng kính mời cả quý vị chúng ta hãy cùng nào nhanh chóng lên sân khấu để cùng trao cho cô dâu và chú rể những phần quà giá trị nhất trong ngày hôm nay để cùng đưa cô dâu Thúy Hằng về phía nhà chồng để cùng làm tiếp thủ tục cho buổi đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Toàn phần hòa nhà trai, ông xin lên cô đơn lời phát biểu và cũng như cô đơn lời xin phép ra về để cùng làm thủ tục cho buổi đại lễ. Qua thủ tục đón tiếp hôm nay, thay mặt đoàn nhà trai gia đình nhà chúng tôi ở Nho Quan, Bình Định xin chân thành cảm ơn ạ. Phát biểu và cũng như chính thức xin phép ra về trong ngày hôm nay và một lần nữa thay lời cho đại gia đình quan viên họ nhà gái và cũng như đỡ lời cho cô dâu Thúy Hằng xin được tới toàn thể bốn họ hai nhà lời kính chúc sức khỏe và cũng như lời cảm ơn sâu sắc nhất mà quý vị đã dành một chút thời gian vào của mình để cùng trở về phía tư gia gia đình quan viên họ nhà gái chúng tôi để chúng ta dựng lên cho buổi đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi,
tôi đầy những dàn chào nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đóng vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Trên con đường nắng đổ chang chang,
gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới dây chuyền vàng. Nhất được sự chứng kiến của tất cả quý vị, tất cả anh em ba bề bốn họ đã có mặt tại trung tâm tổ chức sự kiện của phái đoàn cổ Đại Dương Hoàng Nha Trai, và đặc biệt nhất được sự nhất trí của chàng rể Thanh Thủy và nàng dâu Thúy Hằng. Sau đây tôi xin long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chàng rể Thanh Thủy và nàng dâu Thúy Hằng chính thức được bắt đầu. Kính thưa các cụ đến mừng, cô dì chú bác tuổi chừng 50, ba chàng trai trẻ đang cười và bao cô gái xinh tươi má hồng cùng với các cháu nhi đồng từ 1 đến 3. Vâng, 1, 2, 3, lời của chào chính thức được bắt đầu. Và chú rể ở phía trung tâm sân trường cưới thì ban tổ chức sự kiện của chúng tôi xin kính chuyện lời mời đến cô dâu và chú rể hãy bước về phía sân khấu ạ. Xin kính trọng chính cô dâu và chú rể. Và chú rể, chúng ta hãy trao nhận cho nhau. Xin mời tất cả những chàng trai và những cô gái có những thiết điện thoại đẹp nhất và giới yêu cầu lên ra và lưu lại những tấm hình hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Vâng, thưa quý vị, kính thưa thân thể, vâng đúng ngày xưa thì nhân cầu chào em, cảm ơn quý khách chẳng việc về đây, vui trong tình thắm sương say, mong cho chú rể ngày này thành hôn. Vâng đúng yêu nhau ta tới núi cũng trèo, thất bát sông phun lời kiểu thập đèo cũng qua, yêu nhau không quản đường xa, để rồi nên nghĩa mẹ cha vừa lòng. Xin mời quý vị, nồng một tràng thân thật to thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho họ đi nào quý vị. Xin cảm ơn rất chi là nhiều. Ban tổ chức của chúng tôi và trung tâm tổ chức sự kiện cũng gửi lời chúc đến tất cả quý vị chuẩn bị bước sang một thềm năm mới. Chúc cho tất cả quý vị có một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và luôn tràn ngập tiếng cười trong đại gia đình, phát lộc phát tài, đa lộc đa phú quý. Kính thưa quý vị, kính thưa thân mến, để tiếp tục chương trình mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy tiến về bàn rượu để cùng chung tay rót những giọt mật. Xin trân trọng kính chuyện là lời mời của cô dâu và chú rể. Phía sân khấu để cùng uống ly rượu và để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong ngày vui hạnh phúc ạ. Vâng, xin mời bố mẹ thân sinh nhà chú rể trở ra về phía sân khấu. Xin mời bố mẹ chú rể chúng ta gần đây có thể dẫn lên những ly rượu để mời những sao trong căn phòng máu của chàng rể của Thanh Thủy trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Vâng, đó là và con xin mời hai bác ạ, một trong những tên lớn nhất chúc mừng cho gia đình nào quý ơi. Vâng, và xin mời hai bác, xin mời chúng ta tiến về với người vợ của mình đi và uống chén rượu cho dâu và hợp môi ạ. Vâng, xin mời các hãy đặt tay vào nhau đi cô dâu và chú rể ơi. Vâng, một trong những tên ta tên lớn nhất cùng chúc mừng ạ. Xin cảm ơn hai bác đấng sinh thành ra bố mẹ thân sinh ra chú rể, đó là xin cảm ơn hai bác rất chi là nhiều. Chúc hai bác luôn một sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vâng, để tiếp tục chương trình, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta tiến về bàn bánh và cùng chung tay các bánh xin chào kính chuyện là mời cô dâu và chú rể.
chung tay cắt bánh. Với tấm bánh đầu tiên thì đang được minh chứng cho tình yêu và tình cảm của tất cả quý vị đang dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và tại trung tâm tổ chức sự kiện của Quán Rượu Bùa Đào Sư Địa Trai đó là cảnh vệ thanh tỉnh và nàng dâu Thúy An. Vâng, tấm bánh thứ hai đó là minh chứng cho tình yêu của cô dâu và chú rể. Cảm giác chính là hạnh phúc và đang sáng tay, sánh vai và trong tay trong tay. Và cùng nhau cắt bánh cho tấm bánh thứ ba. Là một tấm bánh thật to, thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng nào quý vị ơi. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm thấy như nào trong lòng mình lúc này nhỉ? Có rét và có lạnh không? Cảm giác của em là không có lạnh. Thế cảm giác thấy như thế nào? Rất vui và hạnh phúc ạ. Vâng, rất vui và hạnh phúc rồi. Thế vừa rồi em cảm giác như thế nào lấy được một chàng trai đẹp trai phong độ mà trong cái giá rét đông lạnh như thế này nhỉ? Quý vị cho cô dâu một tràng vỗ tay thật to để mừng hạnh phúc nào quý vị. Vâng, cho cô dâu tự tin hơn để trả lời câu hỏi này. Em cảm thấy như là như thế nào trong lòng mình lúc này nhỉ? Lạnh à? Có sướng không? Có sướng lấy được một chàng trai đây đẹp trai phong độ như này không? Vâng, rất là hạnh phúc và sung sướng. Thế hạnh phúc và sung sướng rồi, em có muốn đặt lên đôi môi của người chồng mình một hôn thân yêu nhỉ? Để sau nha. Có đâu mà để sau quý vị nhá. Vâng, thấy chúng đây anh có muốn đặt lên đôi môi cùng người vợ mình hôn thân yêu nhỉ? Thực ra lúc nào em muốn. Vâng, lúc này cơ, lúc này anh có muốn không? Lúc này anh có muốn không? Có. Vâng, chúng ta rất tự tin và mạnh dạn. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa hôn thân mến. Vâng, trước khi hôn thì ban tổ chức của chúng tôi và trung tâm tổ chức sự kiện sẽ chúc chú rể ba điều ước mà anh chỉ được chọn một điều ước mà thôi. Chúc cho chú rể chọn điều ước được đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Vâng, điều ước thứ nhất, nếu chú rể hôn lên môi của cô dâu thì cô dâu sẽ sinh cho chú rể một bé trai cực kỳ đẹp trai và phong độ như chú rể thanh thịnh ngày hôm nay. Còn điều ước thứ hai, nếu chú rể hôn lên má của cô dâu thì cô dâu sẽ sinh cho chú rể một bé gái cũng rất chi là cực kỳ xinh xắn và duyên dáng như cô dâu và chú rể, và đặc biệt nhất là xinh xắn duyên dáng như cô dâu. Quý vị thấy cô dâu có xinh không ạ? Nó xinh cho một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng, rất xinh xắn và duyên dáng. Và còn điều ước thứ ba, nếu chú rể vừa ôm vừa hôn lên môi, lên trán hoặc lên má của cô dâu thì sau 9 tháng 10 ngày và 3 năm sau, cô dâu sẽ sinh cho chú rể một bé trai và một bé gái đều cực kỳ đẹp trai và được phong độ xinh xắn duyên dáng như cô dâu và chú rể. Cô dâu chọn điều ước thứ mấy? Một là con trai, hai là con gái, ba cả trai và gái, có lẽ là hai trai hoặc hai gái gì đó. Em chọn điều ước thứ mấy? Vâng, cô dâu là rất chính là thật lòng quý vị ơi. Chúc mừng ở đây đâu quý vị. Vâng, trước tiên thì xin mời chú rể quay về phía cô dâu 37 độ 5. Và cô dâu về quay về phía chú rể 15 độ. Và đặc biệt nhất là cái cong cái môi lên để cho chú rể dễ thực hiện nụ hôn này, như làm chương trình gọi là nụ hôn love you. Vâng, xin phép thì hỏi cô dâu nhé, em có nhớ chú rể hôn em bao nhiêu lần gì không? Không nhớ được. Nhiều lắm rồi ạ. Vâng, quê em ở đâu nhỉ? Em ở Hà Nam. Hà Nam quý vị ơi, rất nhiều sông không có lối. Vâng, thì những nụ hôn mà cô dâu nói với chú rể với những làm chương trình của chúng tôi là toàn ngoài bờ sông thôi quý vị ơi. Mà nụ hôn ngay sau đây quý vị mới được chứng kiến, đó là nụ hôn đích thực, nụ hôn đầu đời của người con trai dành cho người con gái, có lẽ cô dâu dành cho chú rể. Vâng, mà những nụ hôn điều nhiều đấy mà bây giờ thì mới được thực hiện ngay xung tâm sự tiệc cưới của cô dâu và chú rể. Thì một lần nữa thì xin phép hỏi chú rể, chú rể ơi, anh có biết trên người cô dâu mềm nhất không? Eo. Đặt tay vô. Thế còn cô dâu ơi, em có biết trên người chú rể chỗ nào là chỗ cứng nhất không? Chờ vào đấy bao giờ chưa? Vâng, nắm tay đi. Vâng, mật mí với chú rể nhá. Hôm nay ấy, vợ thì là vợ của anh, nhà thì cũng là nhà anh. Anh muốn hôn vào đâu là tùy anh. Mà trước khi hôn tôi phải đếm từ 1 đến 3 anh mới được hôn. Vâng, một nụ hôn này là đẹp nhất từ 2018 và đến năm 2019. Để cùng chúc mừng anh, chúc mừng chú rể, quý vị cùng đếm cùng với tôi vào một tràng vỗ tay thật to thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho quý vị nhá. 1 2. Vâng, vâng, vâng. Vâng, tôi bảo cô dâu cong cái môi lên cơm mà. Vâng, 2 rưỡi. Vâng, đây là cơ số 3. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa thân mến, vừa rồi thì cô dâu của nó đấy là chọn điều ước thứ ba. Vừa rồi thì quý vị vừa được ngắm nhìn một nụ hôn đến từ phái đoàn cổ đại diện họ nhà trai, và đặc biệt nhất là chàng rể Thanh Tuyền. Xin kính phép với một hàm răng dày đặc của chàng rể thì xin mời cô dâu và chúng ta hãy quay lại nhau để thực hiện lại nụ hôn này. Chúc quý vị được chỉ kiến lại đi ạ. Vâng, những chương trình chúng tôi sẽ đến 2 1 3 3. Thank you.
lấy vợ khắp phường, sống gian nan vất vả vẫn đàng hoàng thành thơi, gánh vác năm xây dựng cuộc đời, cứ đẹp trai như chú lệ thanh thủy mà lấy thì đời đời ấm no. Cây vàng lá ngọc kim cương cũng đâu sánh được tình em thiếp chàng. Vâng, những điều khen, những năm chương trình của chúng tôi luôn kính chúc cho Thanh Thủy và Quý Hằng luôn là hạnh phúc bên nhau đến lúc trọn đời. Kính thưa quý vị, kính thưa tâm mến, một lần nữa ban tổ chức của chúng tôi, quý vị, chúng ta ăn miếng kẹo thơm để mừng giải thao, hút điếu thuốc thơm để ta đón dâu hiền, mà thuốc thơm thì thơm bởi hoa nhà gái. Và cũng xin kính chào lời mời đến một vị đại diện trưởng phái đoàn của đài Diêu Hòa Nhà Trai, xin mời hai mắt trở về phía sân khấu để có lời phát biểu trao dâu và nhận dâu và nhận rể. Xin kính chào lời mời đến hai bác trở về phía sân khấu á. Xin kính chào lời mời đến người mẹ thân sinh của cô dâu, thân sinh của chú rể. Xin mời bác trở về phía sân khấu để đón nhận người con dâu của mình. Xin kính chào kính mời và xin chào kính mời. Đại sinh hoạt nhà gái, con xin kính chào lời về đến mời phóng đoàn của đại sinh hoạt nhà trai ạ. Xin mời hai bác lên sân khấu á. Xin mời cô dâu và chú rể hãy đứng lên ạ. Rồi, quý vị đang được chứng kiến những giây phút nồng ấm và hạnh phúc nhất đang ở trung tâm sân chơi cưới của chàng rể và nàng dâu. Thì xin mời tất cả quý vị cùng ngồi mấy nước mùi thuốc mời chầu và để hướng mắt về phía trung tâm sân chơi cưới để thông qua những câu chuyện ấm áp ân tình cởi mở đến từ ông chủ với đoàn của đại diện họ nhà gái và đến từ ông chủ với đoàn của đại diện họ nhà trai, và có đôi lời phát biểu trao dâu đến với đoàn của đại diện họ nhà trai của chúng tôi. Xin chân mời đến vị đại diện trưởng với đoàn của đại diện họ nhà gái ạ. Kính thưa toàn thể các cụ công, các bà, các bác, các anh, các chị của toàn thể con viên hai họ, tôi thì đại diện cho họ nhà gái. Thế thì tất cả là chúng tôi gia đình họ nhà gái chúng tôi đã mang đưa cháu Hằng từ Hà Nam mà đã đưa về đến tới đất Ninh Bình, là trên đường đi cũng hoàn toàn tốt đẹp về đến đây, là chúng tôi xin tôi giao lại cháu dâu cho làm con viên họ của các cụ họ nhà trai và ông bà Nhân là cháu Hằng là con dâu và cháu Thủy là con cháu rể của họ nhà gái chúng tôi. Cuối cùng tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn đến sự đón tiếp nồng nhiệt của họ nhà trai với đón họ nhà gái chúng tôi. Cuối cùng tôi xin kính chúc sức khỏe toàn hai họ một sức khỏe dồi dào mạnh khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa thân mến, vâng, xin mời bác cân nắn lại ở phía sân khấu ạ. Quý vị đã được lắng nghe những lời vàng ý ngọc của bác trưởng phái đoàn của đài gia đình họ nhà gái đã thốt lên có những lời vàng ý ngọc, và đặc biệt nhất là trao dâu đến phái đoàn của đài gia đình họ nhà trai, và đặc biệt nhất để cảm ơn tình cảm và tình cảm sâu sắc nhất đến từ hai phái đoàn thân yêu. Thì để đáp từ những tình cảm đón và nhận dâu nhận rể, thì xin mời đại diện trưởng phái đoàn của đài gia đình họ nhà trai, xin mời bác cũng có đôi lời phát biểu và nhận dâu cho đoàn cổ đại sĩ họ nhà gái ạ. Kính thưa các cụ, các bác, các anh, các chị trong hội hôn, tôi được rất vinh dự là bác trưởng họ tôi giao quyền này. Đây là một điều vinh hạnh nhất mà tôi hôm nay tôi thấy rằng là cảm động. Và cái điều trước tiên tôi muốn nói với các cụ, các bác, các anh, các chị ở đây như thế này. Cảm ơn các cụ, các bác, các anh, các chị ở Hà Nam đã đưa cháu Hằng về đây và cùng với họ hàng nội tộc anh em tôi tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Tất cả những vấn đề mà trên dọc đường từ Nam Hà về đây chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều. Chắc rằng có những cái điểm mà cháu Thủy tôi chưa thật kỹ càng cho lắm. Cho nên là hôm nay cũng xin bộc lộ với các cô là đúng hai nơi, hai quê hương là những làng quê đáng sống. Chúng tôi rất cảm ơn các ông, các bà, các cô bên nhà họ gái đã cho chúng tôi những người con thật là tuyệt vời. Một hạnh phúc nghĩa là ở một cái chặng đường rất dài để tạo nên một cái sự nghiệp và cái tương lai của bản thân các cháu. Xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các bác, các anh, các chị đến dự cái lễ thành hôn của các cháu và gia đình chúng tôi, họ hàng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, quý vị được lắng nghe những tình cảm của hai ông bác cùng chúc phúc hạnh phúc trong hôn nhân của chúng tôi. Thì xin mời hai bác, chúng ta hãy dành cho nhau một cái bắt tay đi ạ, để kết tình, kết chặt tình thâu ra từ đây bây giờ. Xin quý vị một cái bắt tay thật to, thật đồng.
nhiệt tình cùng chúc mừng đến nào quý vị. Vâng, xin cảm ơn bác trưởng bộ đoàn cổ đại sân hòa nhà trai và bác trưởng bộ đoàn cổ đại sân hòa nhà gái rất chi là nhiều. Vâng, một lần nữa thì xin chúc hai bác có một sức khỏe dồi dào và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn tình cảm để hai bác đã dành tặng cho cô dâu và chú rể. Cổ đại sân hòa nhà gái có căn dặn đến cô dâu như thế này: con về bên ấy làm dâu là con của cả hai bên gia đình, thủy chung son sắt với chồng, nghe lời cha mẹ thương đàn cháu thơ. Vâng, điếu thuốc thơm thơm tình thơm nghĩa, chén trà đầm đầm nghĩa quê hương, các con phải biết nhún nhường, cơm xôi nhỏ lửa chẳng vương hạt nào. Mẹ cha này tuổi đã cao, mong con hạnh phúc ra vào sớm hôm, có còn hạnh phúc nào hơn, thương con bảo cháu ôn tồn vài câu. Ban tổ chức của chúng tôi và trung tâm tổ chức sự kiện một lần nữa thay lời cho đại gia đình hòa nhà trai, thay lời cho chàng rể Thanh Thủy và nàng dâu Thúy Hằng, xin cảm ơn đến hai ông trưởng và đoàn của đại gia đình hòa nhà trai và ông trưởng và đoàn của đại gia đình nhà gái rất chi là nhiều. Vâng, và trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay thì không thể thiếu được những tình cảm của quý vị nước mời thuốc mời chầu đến quan viên họ trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Quý vị hãy ngồi uống cạn những chén chân đồng để cùng chúc mừng hạnh phúc của đôi vợ chồng hoa và hát lên những điều kỳ diệu nhất quay cuồng và trong những vũ khúc huy hoàng. Bởi lẽ đó để ca ngợi tình yêu, bởi lẽ đó để tô điểm cho cô dâu và chú rể. Xin kính mời tất cả quý vị chúng ta hướng mắt về phía trung tâm sân trường gửi để lắng nghe tất cả quý vị và đặc biệt nhất có một cánh tay đến từ hai phần đàn yêu ạ. Những cánh tay nào đẹp nhất nhanh nhất giơ lên thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ mời về phía sân khấu để có ca khúc tự chọn của mình. Xin kính chào quý mời ạ. Vâng, xin mời tất cả những cánh tay đẹp nhất ạ. Vâng, xin mời bác, con mời bác về phía sân khấu ạ. Về ca khúc của mình để hát và cùng chúc mừng. Kính chúc các cụ, ông các cụ bà, tất cả anh em thanh niên nam nữ của hai họ muốn mời họ nhà trai về thăm Hà Nam đất mẹ anh hùng. Alo, xin mời một vị đại diện có lẽ là một ca sĩ đến từ phái đoàn cổ đại diện của nhà trai trở về song ca cùng với bác ca khúc này được không ạ? Và để cùng chúc mừng hạnh phúc chúng tôi và chú rể, để tiếp tục mừng hạnh phúc chúng tôi và chú rể thì chương trình trao tặng quà thì xin mời mẹ thân sinh như chú rể xin mời bác trở về phía sân khấu để có đón con vào phòng mẹ cho chân hạnh phúc, chúc hai con sống mãi trăm năm, vâng đúng hai vai gánh nặng tháng ngày, mẹ đâu chiếc lá đỏ gầy chiều rừng, thân toàn là lời độc trong thân tâm trời gần lưng cầm gió sương, quê hà vô kẻ con dưng muốn ao cả ghém dầm thương quá ngày, có thơm hạt lép hạt đầy tiên gieo suốt những tháng ngày thành thơi, mẹ đâu mẹ của riêng em sớm khuya mưa nắng tạo tần nơi con, giữa anh tuyệt đổi lọt lòng ẩu ô có hát ngọt ngào năm xưa, có năm tặng tiệc chất chiêu cho ngày hạnh phúc bố mẹ cho con làm quà, tình cảm mẹ thật bao la, xin cảm ơn tấm lòng bạn ngập, xin cảm ơn những gì bố mẹ đã trao cho con nguyện mãi thủy chung cho đời, một cái tay thật lòng nhiệt để cùng chúc mừng nào quý vị. Vâng, xin cảm ơn bác rất chi nhiều ạ. Và nghe về với hạnh phúc của gia đình hai em thì xin mời gia đình anh trai và chị dâu, xin mời anh chị trở về phía sân khấu để có món quà để trao tặng lại cho cô dâu và chú rể ạ. Trong vòng tay thật lớn để cảm ơn tình cảm của anh chị đang dành cho các bạn của chúng tôi.
Vừa để tiếp tục chương trình cho tặng quà thì xin kính chân lời mời đến em gái á. Cũng có một món quà để cho tặng cho anh chị, xin kính chân lời mời đến em gái á. Vâng, một quà cô gái rất chính là xinh dáng và duyên dáng. Có một món quà đó là em gái của chú rể. Xin mời quý vị nộp một tràng pháo tay thật to thật lớn để cùng chúc mừng nào quý vị. Sợi chỉ hồng, hát cho dâu thảo má hồng đoan trang, hát cho quyền quý cao sang, hát cho trăm họ cả làng cùng nghe. Vâng ạ, có lẽ đây là một tình cảm của chú đã dành tặng chúng tôi và chúng tôi. Xin cảm ơn chú rất chi là nhiều. Vâng, xin mời quý vị, chúng ta đến một nhạc phẩm Ngọn Lửa Cao Nguyên đã dành tặng cho chúng tôi và chúng tôi. Vâng, một ca khúc này với chủ nhân Ngọn Lửa ở trên Cao Nguyên. Vâng, xin mời chủ nhân của ca khúc này trở về phía sân khấu để gửi tặng lại cho chúng tôi và chúng tôi ạ. Phong đen rực rỡ muôn màu, đó là tình đã nồng nàn từ lâu. Từ nay em sẽ làm dâu, còn anh là rể như màu phong tươi. Chắc như hạt tóc tháng 10, đẹp như đôi mắt em cười với anh. Có cả màu tím màu vàng, màu tím trung thủy, màu vàng thủy chung. Thưa toàn thể hôn trường, tôi là em của mẹ chú rể, thế còn gọi là gì là không biết đấy. Và hôm nay thì ai cũng muốn gần đống lửa. Để làm gì thì tất cả mọi người biết rồi. Ngọn lửa đấy không có sự thật, nhưng tôi thắp lên bằng lời hát của tôi với bài Ngọn Lửa Cao Nguyên để cho nó ấm. Xin cảm ơn tình cảm của bác đã dành tặng lại cho cô dâu và chú rể. Vâng, bằng những tình cảm và đặc biệt nhất là thay lời cho những lời ca tiếng Ngọn Lửa còn sáng hơn để xin công nguyên. Và những năm chương trình của chúng tôi cũng luôn kính chúc cho cô dâu và chú rể. Và đặc biệt nhất là ngày hôm nay chú đã có những lời ca tiếng hát được gửi tặng đến quý vị. Kính chúc cho chú một sức khỏe luôn tràn ngập tiếng cười ở trong gia đình của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, kính chào thân mến. Một lần nữa thì ban tổ chức sự kiện của chúng tôi thay lời cho đại gia đình họ nhà trai, thay lời cho chàng dâu thanh thị đến toàn thể tất cả quý vị. Xin mời quý vị chúng ta nán lại ở phía trung tâm sân nhà cưới của phái đoàn của đại gia đình họ nhà trai của chúng tôi để mời bữa cơm thân mật chúc vui cùng với đại gia đình nhà trai của chúng tôi. Thay lời cho ông trưởng phái đoàn của đại gia đình họ nhà trai, thay lời cho cô dâu và chú rể, xin kính chân lời mời đến tất cả quý vị, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè tình nhân nam nữ, các tổ chức cơ quan, bạn bè đồng nghiệp, bà con quý phó, quý xóm, anh em thân tộc người ngoài đến từ hai bên gia đình. Xin mời quý vị một lần nữa hãy nán lại ở phía trung tâm sân nhà cưới để cùng chúc mừng
và nâng những ly rượu ấm, những ly liệu tình để cùng chúc mừng hạnh phúc của tôi và chúng ta. Vâng, xin mời ban tiếp tân là chúng ta trở ra phía trung tâm sân thượng cưới, kê lành làm bàn ngay thẳng và chuẩn bị những mâm tiệc để chúng ta hai phía bàn. Xin chào quý mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.